Bạn bị nám da, thâm quầng mắt, các vết nhăn xuất hiện ngày càng nhiều. Ở vào tuổi trung niên, làn da bắt đầu bước vào quá trình lão hóa, làn da trở nên kém đàn hồi, không còn săn chắc mịn màng, xuất hiện những vết nhăn và nám. Thực phẩm chức năng Ladorac, sản xuất của US Medical, hỗ trợ giúp làm sáng da, giảm sạm, thâm, nám, giúp da sáng cho bạn làn da hồng tự nhiên. Thực phẩm chức năng Ladorac, quà tặng cho phái đẹp. Mong muốn một làn da đẹp là điều mà chị em phụ nữ chúng ta luôn hướng đến. Để đạt được mong muốn ấy, bạn cần biết chăm sóc da hiệu quả và đúng cách. Và trong chương trình 15 phút giới thiệu sản phẩm của chúng tôi ngày hôm nay, AZ Shop xin được mang đến cho quý vị một sản phẩm hỗ trợ giúp làn sáng da, bên cạnh đó giúp làm giảm được tình trạng nám cũng như sạm da. Thực phẩm chức năng Ladorac được sản xuất theo công nghệ của US Medical, chứa phức hợp 5 thành phần, có tác động tích cực ngay tại cấu trúc tế bào da, giúp giảm sạm, thâm, sần, giúp cho da trắng mịn lên từng ngày. Cách dùng: uống tăng cường, uống 4 viên mỗi ngày, chia làm 2 lần sau ăn, dùng 1 tháng. Uống duy trì, uống 2 viên mỗi ngày, chia làm 2 lần sau ăn, dùng từ 4 đến 6 tháng. Với thiết kế dạng viên nang mềm, không có mùi khét, cầm tay không dính, có thể dễ dàng mang theo đi làm và đi chơi. Sử dụng thực phẩm chức năng viên nang mềm Ladorac với 900.000 đồng cho bạn chọn bộ 6 hộp, mỗi hộp 20 viên, tổng cộng là 120 viên. Hãy nhanh tay gọi điện cho chúng tôi theo số điện thoại đặt hàng quen thuộc 0839809898 để được nhận nhiều quà tặng hấp dẫn, một bộ gồm 2 túi sách thời trang cao cấp trị giá 250.000 đồng. Xin được nhắc lại lần nữa, khi quý vị mua chọn bộ sản phẩm với 6 hộp thực phẩm chức năng Ladorac cùng với rất nhiều quà tặng chỉ với mức giá 900.000 đồng, gọi điện thoại qua số 0839109898 để được tìm hiểu thêm thông tin và đặt hàng. Chúng tôi sẽ giao hàng miễn phí đến tận tay quý vị. Thực phẩm chức năng Ladorac giúp giảm nguy cơ tạo hắc tố da, giảm sạm, thâm, nám da, làm sáng da, giúp da trắng hồng tự nhiên. Thực phẩm chức năng viên nang mềm Ladorac giúp da trắng hồng tự nhiên và mịn màng, giá hấp dẫn trên AZ Shop chỉ 900.000 đồng cho chọn bộ sản phẩm 6 hộp, mỗi hộp 20 viên, khuyến mãi tặng ngay 2 túi sách thời trang trị giá 250.000 đồng. Thực phẩm chức năng viên nang mềm Ladorac, quà tặng cho phái đẹp. Cách dùng: uống tăng cường, uống 4 viên mỗi ngày chia làm 2 lần sau ăn, dùng 1 tháng. Uống duy trì, uống 2 viên mỗi ngày chia làm 2 lần sau ăn, dùng từ 4 đến 6 tháng. Chúng ta nên từ bỏ thói quen làm ảnh hưởng đến da để có thể sử dụng sản phẩm này có hiệu quả hơn. Sau một thời gian sử dụng thực phẩm chức năng Ladorac mà bạn thấy hiệu quả thì nên kiên trì sử dụng để có thể phát huy hơn hiệu quả lâu dài. Quý vị lưu ý, sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thực phẩm chức năng Ladorac với mức giá 900.000 đồng, chọn bộ sản phẩm 6 hộp, mỗi hộp 20 viên, có tổng cộng là 120 viên trong nhiều ngày sử dụng. Trong chương trình ngày hôm nay, quà tặng là 2 túi sách thời trang trị giá 250.000 đồng, dùng để mang đi học, đi làm hoặc đi du lịch với 2 kích cỡ dễ dàng lựa chọn. Hãy nhanh chóng đặt hàng ngay với chúng tôi. Bộ sản phẩm bao gồm 6 hộp thực phẩm chức năng viên nang mềm Ladorac với 5 hoạt chất làm sáng da, đó chính là tinh dầu hoa anh thảo, tinh dầu thông đỏ với chất xuất từ mầm đậu tương, glutathione và alpha lycopic acid. Với rất nhiều quà tặng như vậy thì quý vị hãy nhanh tay gọi điện về AZ Shop để sử dụng trọn bộ sản phẩm chính cũng như bộ quà tặng với số điện thoại quen thuộc 0839109898 để tìm hiểu thông tin đặt hàng, chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi miễn phí đến quý vị. Thực phẩm chức năng Ladorac giúp hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa da, giúp giảm nguy cơ tạo hắc tố da, giúp làm giảm nám da, thâm da, giúp tăng tính đàn hồi của da. Thực phẩm chức năng Ladorac làm da săn chắc mịn màng, không có dấu hiệu khô nám, giá bán trên AZ Shop chỉ 900.000 đồng, chọn bộ sản phẩm 6 hộp, mỗi hộp 20 viên, khuyến mãi tặng ngay 2 túi sách thời trang trị giá 250.000 đồng. Thực phẩm chức năng Ladorac, quà tặng cho phái đẹp. Với thực phẩm chức năng Ladorac, thiết kế dạng viên nang mềm, không mùi hôi khét, cầm tay không dính, có thể dễ dàng mang theo khi đi làm và đi chơi. Thực phẩm chức năng Ladorac là sản phẩm của công ty US Medical, địa chỉ số 124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh. Kiên nhẫn trong quá trình sử dụng thực phẩm chức năng Ladorac giúp làm chậm quá trình lão hóa, cho làn da mịn màng. Sử dụng đều đặn thực phẩm chức năng viên nang mềm Ladorac sẽ giúp làm giảm tình trạng khô da, nám da, sạm da. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến tất cả quý vị thực phẩm chức năng Ladorac. Đây là một sản phẩm hỗ trợ giúp chúng ta có một làn da trắng hồng tự nhiên ngay từ bên trong. Phụ nữ có nhu cầu muốn làm đẹp da, muốn mình tự tin, hãy sở hữu ngay sản phẩm này nhé! Với thực phẩm chức năng viên nang mềm Ladorac, nhỏ gọn, có chứa phức hợp 5 thành phần, tác động tích cực ngay tại cấu trúc tế bào da, các chị em phụ nữ có thể dễ dàng sử dụng, mang đi chơi, mang đi học, mang đi làm. Cách dùng: uống tăng cường, uống 4 viên mỗi ngày, chia làm 2 lần sau ăn, dùng 1 tháng,
uống duy trì, uống 2 viên mỗi ngày chia làm 2 lần sau ăn, dùng từ 4 đến 6 tháng. Kiên trì khi sử dụng thực phẩm chức năng Rarorac và dùng đúng theo cách dùng, in trên bao bì đã được cơ quan chức năng cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định. An toàn thực phẩm số 3625/2014/ATTB/XNCB ngày 17 tháng 3 năm 2014. Lưu ý, bỏ các thói quen làm ảnh hưởng tới da để sử dụng sản phẩm này có kết quả tốt hơn. Hôm nay chúng tôi đã giới thiệu tới quý vị một sản phẩm thực phẩm chức năng Rarorac, hỗ trợ giúp giảm nguy cơ tạo hắc tố da, giảm sạm da, giảm nám da, giúp làn da sáng mịn chỉ với mức giá là 900.000 đồng với trọn bộ sản phẩm chính và sản phẩm quà tặng. Ngay bây giờ chỉ còn một vài giây cuối cùng của chương trình, hãy nhanh tay gọi điện thoại để đặt hàng mua sản phẩm qua số điện thoại 0839109898. Chịu trách nhiệm đưa sản phẩm thực phẩm chức năng ra thị trường bởi công ty cổ phần dược phẩm An Đông, địa chỉ trụ sở chính 124 Lương Trúc Đàm, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình 15 phút giới thiệu sản phẩm thực phẩm chức năng viên nang mềm Rarorac được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những sản phẩm tiếp theo.